Đài Loan sẽ ra sao nếu bị Trung Quốc tấn công? Sau đây là đoạn trailer phim Zero Day. Bộ phim sắp ra mắt mô tả trận chiến kinh hoàng khi Trung Quốc tấn công Đài Loan đang khiến dư luận dậy sóng. Ngày tấn công, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã đổ bộ vào Đài Loan. Sáng nay, một chiếc máy bay Y-8 của quân đội Trung Quốc đã vượt qua Biển Đông. Khi đi qua vùng biển phía đông nam Đài Loan, nó đột nhiên biến mất trên màn hình radar. Trung Quốc đã bao vây vùng biển Đài Loan với lý do tìm kiếm và cứu hộ, trực tiếp đối mặt với khủng hoảng eo biển Đài Loan. Có phải những chính trị gia này đã biển thủ tất cả tiền mặt của chúng ta? Chúng tôi thấy nhiều công dân Mỹ gốc Đài Loan đang xếp hàng để sơ tán. Chính phủ Việt Nam sẽ giúp chúng tôi về bằng tàu. Ai đã làm điều đó? Vụ nổ từ bên trong, sự lựa chọn của con người trong thời chiến. Khi bạn gặp phải một người lính Trung Quốc, bạn nghĩ chúng ta có thể thắng không? Chúng ta có nên đưa tin ở đây không? Chúng ta có thể trốn đi đâu chứ? Ai sẽ bảo vệ tương lai của Đài Loan? Chúng tôi, một khốn kiếp, hoàn thành thống nhất hòa bình. Cha mẹ ơi, hãy bảo trọng. Trần Lễ Vi, không có tự do. Đài Loan giờ đã không phải là Đài Loan. Đây là bản ghi nhớ cho vòng tiếp theo của hòa bình thế giới.